Như vậy là cô bắt đầu viết lý thuyết của bài ngày hôm nay. Các con sẽ không nhìn ảnh để chép nữa mà các con sẽ nghe giảng và các con bấm nút dừng để chép bài. Bài ngày hôm nay các con ghi vào vở thật cẩn thận. Đó là bài về nouns, danh từ. Được chưa? Bắt đầu ghi đi. Cứ cô chép đến đâu thì con chép đến đấy. Bài này là về danh từ. Bây giờ chúng ta vào phần 1 La Mã. Chính là phần danh từ số ít. Danh từ đếm được. Cô viết không có dấu đâu nhá, nhưng các con phải luận được ra nó là cái gì. Chúng ta vào phần đầu tiên, đó là danh từ đếm được. Vậy danh từ đếm được trong tiếng Anh là những danh từ như thế nào? Là những danh từ các con có thể đếm được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Được chưa? Và danh từ đếm được là danh từ, ta sẽ phân ra làm hai loại, là danh từ số ít. Danh từ sau đây là danh từ số ít này. An apple là số ít, đúng không? Tiếp, an orange là số ít. An umbrella là số ít. An ice cream là số ít, một cái kem. An elephant là một con voi. Tất cả những cái này đều là số ít hết, đúng không nào? Và chúng ta nên nhớ toàn bộ những cái này được gọi là danh từ số ít bắt đầu bằng an. Ok chưa? Những danh từ này là chúng ta có quy tắc thứ nhất, đó là an cộng với danh từ bắt đầu bằng a, e, i, o, u. Được chưa? Đấy. Đây là những danh từ số ít. Xong nha. Thế nhưng bây giờ chúng ta có thêm một phần nữa. Chúng ta có a pen, a chair, tiếp a cat. Đúng chưa? Thì tất cả những từ này đều là những từ mà sẽ đi với ơ, đúng chưa nào? Đấy, thì như vậy ở đây ta có một cái quy tắc nữa của phần này. Đó là ơ sẽ cộng với danh từ bắt đầu bằng phụ âm. Được chưa? Và phụ âm trong tiếng Anh thì rất là nhiều, gồm có th, d, g, kh, h, b, vân vân, nhiều lắm. Còn nguyên âm thì chỉ có 5 cái chữ cái này thôi. Cái này là các con phải nhớ nha. Người ta nói là an orange vì nó bắt đầu bằng chữ o. Người ta nói là an apple bắt đầu bằng chữ a. An umbrella bắt đầu bằng chữ u, vân vân. Hay là đây là những danh từ số ít. Bây giờ cô sẽ chuyển sang phần 2, đó là các danh từ số nhiều.
được chưa? Bậy danh từ số nhiều, quy tắc thứ nhất là các con phải bỏ ơn. Sau đó thêm S hoặc là thêm ES vào sau danh từ. Được chưa? Quy tắc này là con đã được học rồi. Chép lại thành một bài thôi. A pen. Chuyển thành pens. An apple. Chuyển thành bỏ ơ đi. Apple thêm S. Được chưa? Vậy quy tắc chung. Quy tắc thứ nhất là các con sẽ thêm thêm S vào sau danh từ, đấy là quy tắc bình thường. Thế còn quy tắc thứ hai đó là thêm ES nếu danh từ có chữ sau đây ở cuối này. Những danh từ là gì này? Những danh từ đặc biệt, đúng không nào? Nó có chữ gì ở cuối các con? SH là 1, CH là 2. X này, O này. Gì nữa? S này, SS này. Đúng không nào? Ví dụ như từ nào chúng ta vừa mới gặp kết thúc bằng chữ SH. Ví dụ ta nói là a brush, một cái bàn chải, thì chuyển sang số nhiều phải là bỏ ơ đi. Brush thêm ES, đúng không? Từ số 2 kết thúc bằng chữ CH, ví dụ như là a watch, một cái đồng hồ, đúng không? Đi sang số nhiều, bỏ ơ đi, watch thêm ES, đúng chưa? Từ thứ 3 kết thúc bằng chữ X, ví dụ như là a box, một cái hộp, đúng chưa? Khi sang số nhiều chúng ta sẽ chuyển thành boxes thêm S, đúng chưa? Kết thúc bằng chữ O, ví dụ là a tomato, chuyển sang số nhiều thành tomatoes, xong chưa? Tiếp tục kết thúc bằng chữ S, ví dụ từ bus, một cái xe buýt, chuyển sang số nhiều thành buses. Kết thúc bằng chữ SH, ví dụ như là a glass, một cái cốc, chuyển sang số nhiều sẽ là glasses. Đấy, nếu các con không chép kịp thì các con cứ dừng clip của cô lại, được chưa? Quy tắc thứ 3 các con cần lưu ý đó là danh từ có chữ y ở cuối, được chưa? Ví dụ như là từ baby, đúng không? Một đứa bé khi chuyển sang số nhiều thành babies, đổi y dài thành y ngắn và thêm es, đúng không nào? Vì ở đây đứng trước y dài là phụ âm. Đấy, cứ đứng trước y dài là phụ âm. Này, cô ghi như thế này cho nó dễ nhé. Đứng trước y là phụ âm thì ta đổi y thành y ngắn rồi thêm s, được chưa? Cô viết không có dấu đâu, các con phải nghe đấy, nghe giảng thì mới chép được bài đấy. Trường hợp thứ hai là trường hợp a boy. Các con nhìn thấy a boy là danh từ cũng kết thúc bằng chữ y, đúng không? Nhưng khi chuyển sang số nhiều thì chỉ thêm s thôi. Ok chưa? Như vậy ở đây ta có này, đứng trước y dài là nguyên âm thì chúng ta, cô sẽ copy và chỉnh sửa một chút. Đứng trước y là nguyên âm thì ta không đổi y, được chưa? Chỉ thêm s như bình thường, không phải đổi gì hết. Xong nhé.
Trường hợp thứ 3. Xong rồi, bây giờ đến trường hợp thứ 4. Đó là danh từ. Có chữ F ở cuối. Thì ta đổi thành. Đổi thành cái gì nào? Đổi thành chữ V, sau đó thì thêm S. Ví dụ, ta có từ a knife là một con dao, đúng không? Thì sang số nhiều, đổi đi, đổi FE đi thành chữ V rồi thêm S. Trường hợp cuối cùng là những danh từ đặc biệt không thêm S hoặc là ES, được chưa? Những danh từ đặc biệt này thì chúng ta nhìn thấy nó chính là cái phần mà cô vừa hướng dẫn đây. Đấy, phần này thì các con chép trong sách photo của con ra nhé. A tooth chuyển thành teeth, a foot chuyển thành feet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 từ, chép 11 từ này ra đây. Được chưa? Cô chép mẫu nha. Chúng ta chép luôn, cô chép luôn cho cả lớp, các con cùng chép luôn. A tooth chuyển thành teeth này. A foot là một bàn chân chuyển thành feet. Tiếp, goose chuyển thành geese. Đấy, một con ngỗng chuyển thành nhiều con ngỗng. Các con tự dịch nhá, cô không dịch cho đâu. Tiếp, a man là một người đàn ông chuyển thành man. Tiếp tục, a fish là một con cá chuyển thành fish. Một con hươu, a sheep trước đã, một con cừu. Những con kiều chuyển thành sheep. Tiếp, một con hươu, a deer chuyển thành deer. A mouse, một con chuột chuyển thành nhiều con chuột là mice, được chưa? An ox chuyển thành oxen. Ok chưa? Đây là tất cả những cái danh từ đặc biệt mà khi sang số nhiều nó không được thêm S và cũng chẳng được thêm ES. Nó chuyển đổi lung tung cả ra và những cái này bắt buộc các con phải học thuộc lòng hết. Nhớ nhá, bắt buộc cái này phải học thuộc lòng hết, không được bỏ. Đấy. Thế đấy là toàn bộ các danh từ đếm được ở phần 1 La Mã. Bây giờ cô sang phần 2 La Mã, đó là danh từ không đếm được. Chép bài cẩn thận giống như cô làm. Đó là uncountable noun. Và phần này chính là phần danh từ không đếm được. Được chưa? Chép bài thật cẩn thận. Và nhớ cái phần này các con phải dịch sang tiếng Việt này. Đấy, toàn bộ phần này nhá, bắt buộc phải dịch sang tiếng Việt. Nếu không dịch được thì nhìn tranh ở đây là biết ngay nghĩa của nó là gì. Kể cả từ knife ở đây là con dao này. Tất cả những cái này phải dịch hết. Nào, bây giờ xem danh từ không đếm được là những danh từ như thế nào. Những danh từ không đếm được là những danh từ chúng ta không thể cầm lên và đếm.
Được chưa? Đó là danh từ không cầm và đếm được. Được chưa? Chúng ta phải dùng cái gì đó để làm đơn vị đo cho nó. Đúng không? Phải làm đơn vị đo cho nó. Ví dụ là cốc này, tách này, miếng này, mẩu này, vân vân. Và danh từ không đếm được thì không được đi kèm với ơn. Không dùng ơ, ân trước danh từ không đếm được. Được chưa? Vì vậy ta không bao giờ ta nói là ơ, water. Cái cách dùng này là bị sai nhé. Không bao giờ dùng ơ, water như này đâu nhé. Chị của mày đâu nhỉ? Cách dùng này các con lấy bút gạch đi. Đây là một cách dùng sai. Cô hiện giờ đang không tìm thấy cái bút chì công cụ vẽ để vẽ trên đây cho các con xem. Chỗ này là danh từ chứ không phải giang từ. Đấy. Đây là quy tắc thứ nhất, danh từ không đếm được. Không cầm và không đếm được. Được chưa? Chúng ta phải dùng cái gì đó để làm đơn vị đo cho nó. Quy tắc thứ hai là chúng ta không được dùng ơn trước danh từ không đến được. Tiếp theo, quy tắc số 2 đó là dùng các từ chỉ lượng đi kèm với danh từ không tính được. Nhớ là như thế nhé. Và các từ chỉ lượng ở đây ta có trong sách ở đây. Từ đầu tiên đó là từ some. Some ở đây có nghĩa là một ít. Đấy, ví dụ some water thì được. Một ít nước. Some cheese, một ít phô mai, vân vân. Được chưa? Đây còn các cái từ dùng để cân đo đong đếm, ví dụ là a bottle, thì tất cả những cái này các con đều phải ghi vào vở hết. A bottle of milk. Một bottle of milk là một chai sữa. A glass, dịch nghĩa tiếng Việt vào nhá. A glass of water, một chai nước, một cốc nước, cô xin lỗi. Tự dịch vào nhá, cô không dịch cho đâu. Bạn nào mà không dịch đến đây cô kiểm tra mà không dịch bài là cô cho ăn roi đấy. A cup of tea, một tách trà. A loaf of bread, một ổ bánh mì. A slice of bread, một lát bánh mì. A box of cereal, một hộp ngũ cốc. A jar of honey, một hũ mật. A can, chép cẩn thận. A can of cola,
một lon Coca-Cola, a piece of cheese, một mẩu, được chưa? Một mẩu phô mai, a bowl of soup, một bát soup, bowl là bát. Tiếp, a carton of milk, một hộp bằng bìa cắt tông nha, một hộp sữa bằng bìa cắt tông. A kilo of butter, một cân hoặc 1 kg bơ, được chưa? Như vậy bài này chúng ta đã dùng đến các từ chỉ lượng đi kèm với danh từ không đếm được, bắt buộc các con phải thuộc được những từ cô in đậm sau đây, cô gạch chân sau đây. Bottle là 1, glass là 2, cup là 3, loaf là 4, slice là 5, box là 6, jar là 7, can là 8, piece là 9, bowl là 10, carton là 11 và kilo là 12. Tất cả những từ này phải được sử dụng đúng chứ không được dùng sai. Bởi vì sao? Bottle là một chai thì những cái gì được đong trong chai các con mới dùng được nó. Được chưa? Chứ con không thể là đong một chai gạo được, không ai đựng gạo vào chai. Được chưa? Tiếp theo, một cốc nước chứ không ai dùng một cốc gạo. Đấy, một tách trà chứ không ai dùng một thùng cắt tông trà. Trên thực tế các con thấy người ta đựng cái gì vào đúng cái thùng gì thì các con phải dùng đúng cái đó, chứ không thể dùng lung tung được. Đúng chưa? Một hò, một gói. Ở đây chúng ta còn có từ a bag nữa nhé. Một túi, ví dụ a bag of sugar, một túi đường. Đấy, thì cái này vẫn dùng được nha. Chép bài cẩn thận đi. Xong chưa? Xong rồi thì bắt đầu bây giờ chúng ta sẽ làm bài. Học thuộc lý thuyết trước, cho 5 phút để học thuộc lý thuyết trong vở. Toàn bộ những gì cô cho chép trên này này. Được chưa nào? Học thuộc lòng. Sau khi học thuộc lòng xong thì chúng ta sẽ làm tất cả những bài. Trong đó có những bài sau đây cô yêu cầu làm này. Hai là mã rồi đúng không? Bây giờ cái phần 3 là mã, là phần practice. Làm bài tập nào. Bài 1 có này, 2, 3, 4 2, 3, 4 Bài 5 cô cho bỏ đúng không? 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Như vậy tổng các con sẽ làm 13 bài. Làm bài tập từ bài 1 đến bài 13. Trong bài 1 đến bài 13 này các con trừ cho cô bài 5. Đấy, bỏ bài 5 không làm. Bây giờ bắt đầu làm bài đi.